Minasan, Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tính nhân sơ cấp của thảo đề Ở trong những bài học trước thì chúng ta đã học phần bài 1 Giới thiệu về bản thân, nói về tên tuổi, nghề nghiệp Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học phần từ vựng trước Và từ vựng tất nhiên rồi sẽ liên quan đến chỉ đồ vật đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm gọi là đại từ chỉ thị Đại tức là mình thay thế cho một cái gì khác chứ không phải là to đâu nhá Đại từ chỉ thị là một cái từ để thay thế cho một cái gì đó mà chúng ta đã biết đến hoặc là cả người nói và cả người nghe đều đang nhìn thấy nó, đều đang biết về nó. Và đây là cái khái niệm sơ cấp nhất về đại từ chỉ thị. Sau này khi mà các bạn học lên à, phần N3, N2, N1 thì đại từ chỉ thị này còn được xuất hiện trong cái dạng đề đọc hiểu và chúng ta cũng sẽ phải tìm cái nội dung mà người ta thay thế bằng cái cụm đại từ chỉ thị đó ở trong phần giáo trình ấy thì người ta đưa ra chúng ta ba cái đại từ chỉ thị với cái bài số 2 này dùng để chỉ đồ vật khô đẹp so đệ a và khi mà các bạn nhìn cái vị trí ở đây thì các bạn có thể đoán được đúng không ạ đây là bản thân tôi là bản thân mình đúng không ạ tức là người nói thì người nói đang nhìn vào cái cuốn sách và cái cuốn sách ở gần người nói và người nói sẽ nói là cái này đúng không ạ khô đệ thay vì nói là sách thì người ta dùng một cái thay thế bằng là cái này thì chúng ta sẽ dùng là cô đệ tức là cái đại từ cô đệ sẽ dùng cho những cái đồ vật ở gần người nói thì đây là cái khái niệm sơ cấp nhất tuy nhiên sau này khi mà các bạn học lên cao hơn thì cái đại từ chỉ thị nó không còn dùng để chỉ mình cái đồ vật nữa mà nó có thể dùng cho cái sự việc tuy nhiên thì dù là cái mức độ mở rộng lên cao hơn đi chăng nữa thì nó cũng phải là những cái đồ vật hoặc là những cái sự việc mà người nói ám chỉ là nó ở ngay gần bản thân người nói, đúng không ạ? Đây là đối phương, tức là cái người mà chúng ta đang nói chuyện. Thì cái cuốn sách ở gần cái chị B này á, khi mà bản thân mình là người muốn nói là cái cuốn sách đấy là cái cuốn sách của chị này, đúng không ạ? cái trọng tâm người nói vẫn là nhân vật này các bạn nhé thì nhìn thấy cuốn sách của chị ta thì mình sẽ nói là gì so đệ cái đấy hoặc cái đó tùy chúng ta dịch nhưng mà so đệ là cái đại từ chỉ thị để dùng chỉ những cái đồ vật hoặc những cái sự việc ở xa người nói và gần người nghe các bạn nhé xa người nói và gần người nghe còn tuy nhiên nếu như chị này là người nói thì cái cuốn sách này ở gần chị thì tất nhiên là chị cũng sẽ phải nói là cô đệ cái này đúng không ạ và ở đây chúng ta có hai cái nhân vật nói chuyện Tuy nhiên nếu cuốn sách nó nằm ở cái vị trí cách xa cả người nói và người nghe Thì lúc đấy chúng ta sẽ dùng cái đại từ đó là gì ạ? Are, are, ne Chúng ta cùng nhắc lại khái niệm nhé Kore, gần người nói và xa người nghe Cái này, kore Sore, xa người nói và gần người nghe thì chúng ta dịch là cái đó hoặc là cái đấy, cái này cũng thế, chúng ta cũng có thể dịch là cái đó cái đấy được chứ cũng không cần nhất thiết là phải cái này là cái đó cái kia bắt buộc phải cái đấy đúng không ạ? đó thì cái are là cái xa cả người nói và xa cả người nghe đó thì đây là cái phần mà ở trong giáo trình minanoni Nihongo người ta giới thiệu cho chúng ta như vậy. tuy nhiên chúng ta sẽ thêm một chút cái phần mở rộng đại từ chỉ thị ấy, nó là một cái dạng mà nó mở rộng hơn rất là nhiều chứ không phải chỉ đơn giản là kore sore are và người ta gọi tắt nó là cái nhóm những từ với cái chữ cái đầu của nó là cô so a do Chúng ta sẽ gọi nó là cô so a do <laughs> Là những cái nhóm đại từ chỉ thị với cái chữ cái đầu như vậy Và ở trong cái phần này thì mình sẽ mở rộng một chút Để sau này khi các bạn học lên á, thì chúng ta sẽ không cảm thấy lúng túng và bỡ ngỡ Đầu tiên, sơ cấp á, là chúng ta mới chỉ biết đến kore, sore, are nè. Kore, gần cái vị trí người nói, sore nó ở xa cái vị trí người nói và gần người nghe, ade là xa cả hai và cái từ để hỏi của chúng ta, từ để hỏi nhé, cái nào thì chúng ta sẽ dùng là to đệ này. Đó, thì ở trong cái bảng này các bạn thấy là người ta không chỉ dùng cái kore, sore, are cho đồ vật nữa Mà nó có thể dùng cho cái sự việc, các bạn nhớ nhé Sau này khi các bạn học lên cao hơn thì nó có thể dùng cho cả cái sự việc nữa Chứ không chỉ là dùng cho đồ vật Còn đến cái bài số 3, tức là cái bài tiếp sau bài nói về đồ vật Thì các bạn sẽ học về cái cách nói về địa điểm, về vị trí Thì lúc đấy cái chỗ mà mình đang đứng ấy thì chúng ta sẽ dùng là koko chỗ này đúng không ạ? Còn cái chỗ mà xa cái người nói là bản thân mình và gần cái người nghe thì chúng ta sẽ dùng là cộ chỗ đấy, còn xa cả hai người thì chúng ta sẽ dùng là asoko, còn từ để hỏi của nó là doko nhé. Còn khi mà chúng ta chỉ hướng phía bên này, phía bên đấy, phía bên kia đúng không ạ? Hoặc là nhiều khi không chỉ đơn giản là chỉ hướng nữa mà nó là cái trường hợp lịch sự hơn cho cái koko, -ko, soko, asoko thì chúng ta có từ tương ứng là dù là nó thay đổi đi chăng nữa thì cái chủ điểm của nó vẫn là cứ gần mình, gần người nói là phải dùng với cái hàng cộ nhé. Còn xa mình, xa người nói, gần người nghe thì sẽ dùng với hàng so. Còn với trường hợp là xa cả hai thì sẽ dùng với hàng a. Còn khi mà là cái dạng từ để hỏi thì bao giờ nó cũng đứng đầu bằng độ. Ví dụ đây các bạn nhìn thấy này. Dore, doko, Dochira. Những cái phần ở trên này nhá, ba cái dòng ở trên này thì nó sẽ đứng tách một mình được. Còn cái phần ở dưới này này thì nó lại là một cái dạng khác. Ví dụ, tí nữa chúng ta sẽ học mình muốn nói là cái quyển sách này, tức là thêm một cái danh từ là quyển sách. Thì lúc đấy ấy, cái chữ này á, thì chúng ta sẽ không dùng bằng cái kore mà chúng ta sẽ dùng là kono Thì tức là cái này vẫn là những cái đại từ chỉ thị nhưng mà nó phải liên kết đằng sau và là một cái danh từ Và vị trí của nó vẫn vậy, gần mình đúng không ạ? Kono cộng với một danh từ, sono cộng với một danh từ Ano à, cộng với một danh từ và dono cộng với một danh từ. Còn sau này khi mà không dùng cho đồ vật cho sự việc nữa thì chúng ta cũng có thể dùng những cái dạng phó từ để nhấn mạnh là đến mức thế này, đến mức thế đó, đến mức thế kia bằng những cái dạng này. Dạng này thì nó lại là phó từ tức là nó đứng tách biệt được và đằng sau nó sẽ là những cái tính từ để mô tả mức độ hoặc là những cái động từ ở đây là co so a do hoặc là konna sonna anna donna thì cái dạng này nó lại thuộc về tính từ này Đó. thì đây trong cái phần sơ cấp thì chúng ta chỉ học một hai ba bốn sau đấy lên bắt đầu dần dần thì chúng ta mới học đến cái năm cái sáu này và các bạn nhớ là đây là cái nhóm gọi là koso ado này và khi mà chúng ta tổng hợp để cho nó dễ nhìn ấy, thì các bạn nhìn thấy này Đó, kore đứng tách một mình Còn kono đằng sau nó phải là một cái danh từ n cho đồ vật, cho sự việc Đúng không ạ? Sore, sono, are, ano, dore, dono Nhớ là cái này cho đồ vật và cho sự việc còn cái vị trí thì chúng ta sẽ dùng là koko, soko, asoko, doko. Hướng thì sẽ là như thế này. Và đây là những cái trạng thái. Đó. chúng ta có thể dùng bảng thứ nhất hoặc bảng thứ hai cả hai bảng thì bảng này có vẻ như nó dễ hiểu hơn đúng không ạ tuy nhiên có một điều như thế này trong giáo trình ấy, thì người ta chỉ nói là cái ở gần người nói thì dùng là khô còn xa người nói gần người nghe thì dùng là sô đệ đúng không ạ thế nhưng mà bây giờ giả sử cái trường hợp là cả mình và bạn tức là mình là người nói bạn là người nghe cùng đứng ở một vị trí hai người đứng ngang hàng như thế này và có một cái quyển sách nó ở gần cả mình và cả bạn như thế Thì liệu cái lúc đấy mình có phân biệt ra không Hay là mình phải dùng như thế nào Nhưng mà cái điều này á, thì trong giáo trình người ta lại không có nói đến Và bây giờ thì chúng ta sẽ thêm cái phần kiến thức bổ sung này Chúng ta có cái hình đầu tiên là cái phần mà nãy giờ mình giải thích đúng không ạ Kho đệ gần mình này So đệ xa mình một chút Gần người nghe A đệ xa cả hai Đấy là cái bảng này quen thuộc rồi đúng không ạ Tuy nhiên còn cái phần bảng này Phần bảng này khi các bạn nhìn thấy một cái hình tròn và một cái hình chấm đen á đúng không ạ? Trắng và đen thì mô tả giống như là hai người, cả người nói và cả người nghe. Nếu như mà cái đồ vật đấy hoặc là cái sự việc đó nó ở gần cả hai cái đối tượng này thì lúc đấy các bạn không cần phải phân biệt và các bạn chỉ cần dùng là cô đệ. Còn nếu mà nó xa hơn một chút ra cái vòng ngoài này thì các bạn sẽ dùng là so đệ. Còn nó xa 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 nữa thì các bạn sẽ dùng là à đệ. Đó. Thì cái biểu đồ này thì dùng cho cái trường hợp là cả người nói và cả người nghe cùng đứng tại một cái vị trí cùng một cái hướng nhá rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là vậy thì cái dạng đại từ chỉ thị này nó sẽ đứng ở cái vị trí nào nó sẽ là chủ ngữ hay là nó sẽ là vị ngữ và thực ra dạng đại từ chỉ thị này nó có thể đứng đầu làm cái chủ ngữ nhưng nó cũng có thể đứng sau làm cái vị ngữ thì các bạn nhìn ở đây nhé chúng ta xác định cái chủ ngữ vị ngữ và phần căn bản là từ cái chợ tứ vạ này đúng không ạ giống cái bài trước chúng ta có là uh, chủ ngữ này sau đấy chợ tứ vạ sau cái phần đuôi là vị ngữ đúng không ạ thì ở đây cũng thế cái kore sore are này có thể được làm một cái chủ ngữ sau đấy đi với chợ tứ vạ và đằng sau là một cái danh từ n tất nhiên là nó là cái dạng câu khẳng định thì đuôi sẽ là des ở đây chúng ta có cái danh từ này là nihongo no kyokasho này kyokasho là cái sách giáo khoa để chúng ta học ấy sách tiếng nhật thì lát nữa thì chúng ta sẽ học về cái cách kết hợp là sách gì như thế này Thì các bạn chỉ cần hiểu đây là cái đại từ chỉ thị nó có thể đứng đầu làm chủ ngữ Nhưng chúng ta cũng có thể đảo lộn ngược lại Đây là cuốn sách giáo khoa Thì mình cũng có thể đảo ngược lại là cái sách tiếng Nhật đó Là cái kia kìa Thì nó có thể nằm ở cái vị trí vị ngữ này được Nihongo <Nhạc> no kyokasho wa sore -sure desu sure -des. Nó có thể làm vị ngữ đó, Hoặc là trong cái câu này Từ này của chúng ta là Taikukan tức là cái nhà tập thể dục ấy họ thì lúc nãy là mình có nói đến cái khái niệm là khi mà muốn nói về cái địa điểm thì chúng ta sẽ dùng là hô cộ sô cộ à cộ thì cái phần đấy bài thứ ba chúng ta sẽ học tuy nhiên tại sao chỗ này lại à đấy tức là như thế này khi mà bạn muốn nhấn mạnh là cái thai căng là một cái vị trí một cái địa điểm thì bạn sẽ phải bắt buộc là dùng bằng cái đại từ chỉ thị là cô cộ sô cộ à cộ đúng không ạ còn khi mà bạn coi nó là một cái vật Thì lúc đấy bạn cũng hoàn toàn dùng là À ví dụ như là cái kia là cái nhà tập thể dục Đó. Thay vì nói là chỗ kia là nhà tập thể dục Thì mình cũng lại kia là cái nhà tập thể dục đấy Đó thì khi mà mình đánh trọng tâm Nó coi nó như là một cái đồ vật Thì mình cũng sẽ sử dụng là à e sore còn khi mình đánh trọng tâm nó là cái địa điểm thì mình cũng có thể dùng là cô cô số cô số tùy cái trọng tâm hướng của mình thôi. Đó, thì các bạn nhìn thấy là sore khi mà hỏi nhá. Sore wa nan desu ka? ]それは何ですか? Các bạn còn nhớ câu hỏi gì đúng không? Thì đây là kia là cái gì đấy đó. Ví dụ ở trong cái câu này cũng thế cái phần kiến thức này nó cũng không có trong giáo trình tuy nhiên là mình mở rộng thêm để cho các bạn hiểu được gốc vác sâu xa và khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì sau này chúng ta học lên những cái phần ngữ pháp nó cao hơn một tí chúng ta sẽ không bị bỡ ngỡ Ví dụ ở trong cái câu này, mình sẽ dịch ra nghĩa nhé Chúng ta chưa cần phải biết là, à em phải biết mẫu này Em mới dịch được, chúng ta sẽ hiểu nôm na Nhưng mà chúng ta hiểu cái khái niệm giữa Cái đệ và cái cộ là như thế nào Ví dụ ở câu này mình có là Akai potan ga arimasu Nôm na cái câu này này, akai là màu đỏ Potan là cái nút, đúng không ạ Có một cái nút màu đỏ Và hãy ấn vào cái đấy nhé Sore o oshite kudasai Sore, thì ở trong cái trường hợp này mình dùng là sore Là cái đấy nhưng mà cũng trong cái câu đó thì mình có thể thay cái sore bằng cái cô à, Hãy ấn vào cái chỗ đấy đó. À, thì khi mà chúng ta dùng đệ cũng giống như trường hợp này Are hoặc là kore thì chúng ta hiểu nôm na là cái đó là một cái đồ vật Còn khi mà chúng ta dùng soko, asoko hoặc là cô thì chúng ta hiểu là Cậu hãy ấn vào cái chỗ đấy, chỗ đấy và cái đấy Hai cái khái niệm nó khác nhau một chút Khi các bạn học đến phần bài số 3 thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn rồi, bây giờ cái hình ảnh ở đây à, nói về cái biểu đồ số 2 của chúng ta đúng không ạ? Khi cả ông A và cả ông B thì đang cùng đứng với một hướng và chỉ ở cái bức tranh này, đúng không ạ? Ở đây là một cái poster thì đúng hơn, đó là một cái poster, poster quảng cáo chuẩn bị có một cái buổi hòa nhạc nào đấy đúng không ạ? Thì ông A mới hỏi là Kore wa nan no poster Chỗ này thừa với một chữ nan. Đấy, thì lát nữa chúng ta sẽ học về cái này. Có lẽ là Kia là cái poster gì đấy? Thì bởi vì là ông Ben này cùng đứng ở cùng cái vị trí như thế này, cùng một hướng để chỉ đúng không? Thì không thể dùng là đe được. Ông Ben sẽ hỏi lại, à ah, cái này hả? Có desu ka? À, cái này là cái poster giới thiệu về cái buổi hòa nhạc đấy. là konsato no konsato là cái buổi hòa nhạc. Konsato no poster desu. Lát nữa chúng ta sẽ học về cái cách ghép hay danh từ như thế này. Nhưng ở đây thì là một cái ví dụ để chúng ta hiểu là khi mà hai ông A và B đứng cùng một cái hướng như thế này để chỉ một cái mà gần cả hai phía người này thì chúng ta sẽ dùng nó là này. Bởi vì là làm sao? Bởi vì là nhiều khi chúng ta chỉ học trong giáo trình thôi thì có nhiều bạn lại đặt ra cái câu hỏi là Thế bây giờ cả A và cả B, cả em và cả người đấy cùng đứng ở một vị trí mà cái đấy nó rất là gần cả em và cả người đấy thì biết nói thế nào? Chúng ta không chia máy móc theo cái phần giáo trình để người ta đưa ra mà chúng ta phải làm sao linh hoạt nó để cái câu tiếng Nhật của chúng ta nó đúng nhất có thể. Tiếp theo. Đây là một số cái hình ảnh mà các bạn cũng có thể nhìn thấy nó sẽ dễ hiểu hơn. Hai người này đang xem cái gì đó gần cả hai người đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ ám chỉ cái này Còn khi hai người này ngồi ở đây và cái này nó xa xa hơn một tí thì lúc đấy sẽ dùng là sờ đẹp Hai người này cùng một hướng mà, đúng không ạ? Còn khi mà người ta muốn nhấn mạnh, muốn tách biệt là cái này là cái mà ông này ông đang cầm chứ không phải thuộc về cái của tôi. Đó, thì mình sao là cái đấy, cái mà cậu đang cầm ấy nó là cái gì? Thì lúc đấy chúng ta sẽ tách ra làm gì? Chúng ta sẽ dùng là so đệ. Này, các bạn cứ hiểu là khi mà A và B cùng một hướng, tôi và ông cùng chung và tôi muốn hỏi một cái hoặc là nó ở gần cùng hướng này hoặc là xa hơn một tí thì lúc đấy sẽ theo cái bản đồ số 2. Còn ở đây khi mà hai người ngồi tách như thế này nhá. Và tức là mình đang muốn hỏi cái thuộc về người ta Lúc này trường hợp này các bạn không dùng là kore mà các bạn sẽ dùng là sore. Còn đây, hai người cùng đứng một hướng đúng không ạ? Nhìn đến đằng xa xa có một cái uh, tòa building thì nó cái kia là cái gì ấy nhỉ? Are, ne, are hoặc là nhiều khi nhé không phải là chỉ uh, cho những cái mà chúng ta nhìn thấy tận mắt nó hiện hữu đâu mà người ta cũng có thể dùng những cái đại từ chỉ thị này cho những cái mà chúng ta đang tưởng tượng nó trong đầu hai người đang cùng nói về một cái kem cái kem đấy mà người ta ăn cái hôm nào nào đấy bây giờ nó a cái kem đấy nó ngon nhở hoặc cái đấy nó ngon nhỉ thì lúc đấy thì người ta cũng dùng về cái đại từ chỉ thị được các bạn nhé à đây, này rồi đấy là xong về cái khái niệm về đại từ chỉ thị với đại từ chỉ thị thì chúng ta sẽ còn phải học rất nhiều giống như cái bảng lúc nãy mà mình giới thiệu. Kể cả sau này khi các bạn học lên đọc hiểu thì nó vẫn là một cái phần xuyên suốt với một cái dạng câu đọc hiểu kiểu gì nó cũng sẽ có trong đề. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước sang những cái danh từ chỉ đồ vật. Đầu tiên, sách đúng không ạ? Home. Các bạn cùng đọc theo nhé. Home. Tiếp theo là từ điển. Jisho. <laughs> sổ. <laughs> nhưng mà thường ấy thì bây giờ thì chúng ta cũng ít khi dùng từ điển dày đúng không ạ? cái thời, thời ngày xưa thì người ta cũng có dùng kim từ điển nhưng mà bây giờ chủ yếu là mình thấy là mọi người hay dùng tra từ điển online luôn ví dụ như là Magi chẳng hạn đúng không? Ạ? Kim từ điển thì chúng ta sẽ dùng là densisio densisio này cái từ denshi khi tách một mình nó dùng với nghĩa là điện tử Đây. từ điển điện tử nha chúng ta gọi là gì kim từ điển này densisio còn là cái phần này đây là tạp chí đúng không ạ? Tạp chí. Zasshi, Ở đây cái phần báo này nó bị uh, mất chữ. chim Xinbun, này chim vương báo. Tiếp theo cái phần dưới này, danh thiếp đúng không ạ? Meishi, meishi. Còn cái cuốn sổ. Sổ này thì là nó là cái dạng cuốn sổ ghi chép. Ví dụ như là khi chúng ta học bài chẳng hạn, đúng không ạ? nô <Nh> tổ <-tỏ> nô tổ vở và sổ đấy ghi chép nói chung còn đây là cái sổ tay sổ tay này thì để ví dụ như là mình ghi lịch trình làm việc này đúng không ạ thì mình sẽ dùng là thế chỗ đây là sổ hoặc là vở ghi chép còn đây là cái cuốn sổ tay để ghi lại những cái lịch trình công việc hai cái khác nhau nhé thế chỗ đây người ta gọi chung nó là thẻ thẻ nói chung thì chúng ta sẽ dùng là cardo cardo còn nếu là cái thẻ gì ạ thẻ tín dụng thì chúng ta sẽ dùng là credit card. Credit card. Này. Tiếp theo, một số cái danh từ ở trong cái Minano Nihongo ấy, người ta còn thêm một số cái danh từ nữa nhưng mà đó là những cái đồ vật thực sự là nó cũng cũ rồi và mình có thêm một số cái mới mà thực ra là khi mà các bạn ở bên Nhật ấy, thì các bạn sẽ dùng nó thường xuyên hơn. Ví dụ ở đây lúc nãy là có cái thẻ tín dụng thì bây giờ có cái thẻ để chúng ta rút tiền đó. đó thì chúng ta sẽ dùng là và tiếp theo một cái thẻ nữa ở bên nhật ấy, thì các bạn sẽ phải đi tàu và đi tàu thì thường nếu mà ngày nào cũng đi mua vé thì rất là bất tiện thì mình sẽ mua một cái thẻ Suica này. À, cái thẻ Suica này thì mình sẽ nạp tiền vào đấy Xong và rồi này đi cái trừ dần. Cũng có thể là chúng ta mua vé theo định kỳ luôn, ví dụ 6 tháng cả một năm luôn. Nhưng mà cái rất là thân thuộc là cái Suica này, chúng ta gọi luôn là cái tên của nó luôn. À, cái thẻ này có thể dùng đi tàu mà có thể là dùng cho Covini thanh toán cũng được. Nó là một dạng thẻ từ. Suica này, Suica Tiếp theo những cái đồ vật, những cái từ này thì không có trong giáo trình Minano bởi vì ngày xưa nó cũ quá rồi đó là những cái đồ ví dụ như là bây giờ thì ai cũng có một cái điện thoại smartphone đúng không ạ? cái từ dài của nó ấy nó phải là smartphone smartphone thế nhưng mà không ai người ta nói cái câu dài như thế người ta sẽ nói tắt ở đây là smartphone smartphone này thì các bạn hiểu là cái smartphone là cái nói tắt của smartphone này điện thoại smartphone tiếp theo à, chúng ta có computer từ cái từ computer cái từ computer này nó sẽ dùng để chi? Máy tính nói chung, những cái máy tính có bao gồm cả cây cả phụ kiện nói chung. Computer này. Còn nếu như mà cái dạng là máy tính sách tay, máy tính cá nhân á thì người ta sẽ dùng là pasokon. Pasokon này. Máy ảnh đúng không ạ? Camera. Camera. Ngoài ra còn một số những cái danh từ chỉ đồ vật khác, ví dụ như là chìa khóa, kagi. Kagi. Đồng hồ, tokei. kê Ô ạ kasa kasa túi, cà băng, cà tivi TV, 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 xe ô tô, kuruma, kuruma, hoặc là có thể dùng với một cái tên nữa là gì? Chí đô xạ, chí đô xạ, tàu, bàn ạ, tsukue tsukue ở đầu ấy nó hơi gió một chút, đó là cái âm gió nhé tsukue, tsukue. Ghế ạ, isu, isu, ghế. sô cô mình thấy rất là thích sô-cô-la. So chocolate, chocolate. Cà phê, Cái từ cà phê á, viết bằng katakana là như thế này. Nhưng mà khi mà các bạn sang Nhật á, thì các bạn có thể nhìn thấy người ta có những cái quán cà phê nhưng mà người ta viết cái chữ cà phê nó bằng cái chữ kanji như thế này. Hoặc là khi mà các bạn nhập máy tính và các bạn nhập cái chữ Kohi Và các bạn ấn Enter một cái để nhảy ra những cái gợi ý khác Thì nó cũng sẽ ra cái kanji như thế này Để chúng ta hiểu là nhiều khi ở bên đấy nhìn không thấy cái chữ Kohi Nhưng mà nó lại là cái từ kanji này Đó, Vẫn là cà phê nhá, đây là một cái quán cà phê đúng không ạ? Hoặc một số danh từ khác, ví dụ như là Enbitsu Enbitsu Bút chì đúng không ạ? Borupen Borupen Bút bi Hoặc người ta có thể nói tắt là gì? Pen này. hoặc là sharp là cái dạng bút gì bút chì kim đúng không ạ sharp tiếp theo chúng ta còn có một số cái danh từ khác nữa buổi hôm trước thì chúng ta đã nói về cái người quốc tịch nào đấy đúng không ạ thì chúng ta sẽ cộng tên nước này cộng với cái hậu tố đằng sau là jin người việt nam Betonamu jin người nhật bản nihon jin vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái hậu tố nữa đó là go chúng ta cộng cái tên đất nước cộng với hậu tố là gỗ thì chúng ta sẽ được cái ngôn ngữ của đất nước đó. Ví dụ như là Vietnam, bây giờ nói là Vietnam gỗ thì chúng ta được là tiếng Việt. Nihon, Nhật Bản đúng không ạ? Nihon gỗ, tiếng Nhật. À, duy chỉ có một cái đặc biệt đó là tiếng Anh ấy thì không phải là Igiris gỗ mà chúng ta sẽ đọc là Ego, này, Ego tiếng Anh. Nihon gỗ, tiếng Nhật. Vietnam gỗ, Tiếng Việt thì chúng ta sẽ thêm cái hậu tố gộ để chỉ cái nghĩa là cái ngôn ngữ của cái đất nước đấy Cái chữ gộ này thì các bạn thấy là cái âm đọc của nó cũng giống với gộ với nghĩa là số 5 đúng không ạ Thì đây là cái hiện tượng đồng âm nhưng mà khác nghĩa Và bởi vì là trong cái từ ganji là cái chữ gộ này á đó, Thì nó có một cái bộ của cái chữ số 5 này những cái từ kanji mà nó có cùng một cái bộ như thế này á Thì về căn bản phần lớn là cái âm đọc, âm ô của nó sẽ giống nhau Thì sau này khi mà các bạn học kanji ấy, chúng ta cũng sẽ học theo cái cách là Chúng ta nhóm những cái từ kanji nó gần gần tựa giống nhau hoặc có những cái phần bộ giống nhau Để chúng ta nhóm cái cách đọc của nó Gộ để số 5, còn gộ đây là chỉ cái ngôn ngữ Tiếp theo chúng ta có omiyage Omiyage là quà nhưng cũng có một từ nữa là present Là cái từ present ở tiếng Anh cũng là quà Vậy thì phân biệt như thế nào? Omiyage là quà ví dụ như là khi mà chúng ta sang Nhật công tác thì chúng ta sẽ mua quà về Đúng không ạ? Quà đấy là mua những cái đặc sản hoặc là những cái vật kỷ niệm mà chúng ta đi đâu hay xa chúng ta mua đem về có thể là tặng cho người ta hoặc mua cho mình cũng đều dùng là omiyage Hoặc là khi mà chúng ta đến nhà một ai đó thì chúng ta cũng sẽ đem quà đến thì lúc đấy cũng dùng là omiyage còn presento thì thường chỉ dùng cho quà để chúng ta tặng ví dụ như là tặng khi mà sinh nhật chẳng hạn presento hai từ này khác nhau nhé còn khi mà chúng ta muốn nói là mình tự thưởng cho chính mình thì không dùng là omiyage mà cũng không dùng là presento mà các bạn sẽ dùng là hobby thường là sẽ là gì jibun eno hobby Ngoài ra thì trong cái bài số 2 này chúng ta còn có một số cái từ mới Ví dụ như là cái từ để hỏi là nan này cái gì? Chúng ta có cái đuôi là nan deska gì hoặc là cái gì đúng không ạ? So, cái bài này hôm trước thì chúng ta cũng đã học là cái so đúng không ạ? So des đúng vậy So già đi ma sẽ không phải vậy đúng không ạ? Ano, ano thì nó không có nghĩa gì cả Ano à chỉ dùng khi mà chúng ta bắt đầu nói một cái gì đó mà chúng ta muốn thu hút cái sự chú ý của người ta à, Đó, kiểu như thế trong tiếng Việt Dozo, xin mời, đúng không ạ? Dozo à, Trong cái câu cảm ơn thì người ta có thể nói dài là mộ arigato gozaimasu Thì cái cách nói dài như thế này càng dài thì sẽ càng lịch sự Còn với trường hợp bình thường thì bạn bè chẳng hạn thì chỉ cần dùng là mộ hoặc chỉ đơn giản là Arigato. Đúng không? Chúng ta có thể bỏ cái đuôi gozaimasu Bởi vì thực chất cái đuôi gozaimasu Nó là cái dạng mà Mỹ từ đằng sau Cho nó thể hiện cái sự lịch sự So desu ka? Vậy à? So desu ka? So desu, đúng vậy này So za di không phải vậy này So desu ka? Vậy à? Này. Khi mà chúng ta biết một cái thông tin nào đấy À thế à? À vậy à? So desu ka? mas Chigaimasu. không phải Hoặc một số câu cảm ơn nhé これからお世話になります。đọc lại nhá.これからお世話になります. chúng ta lên thêm một lần nữa nhé これから câu dài nên chúng ta ngắt nó ra.これからお世話になります. từ giờ mong anh giúp đỡ. buổi hôm trước là chúng ta có cái từ là.よろしくお願いいたします. Yoroshiku hoặc thay cái từ đấy thì chúng ta có thể dùng với cụm này.これからお世話になります. từ giờ mong anh giúp đỡ. mong chị giúp đỡ. Còn khi mà mình nói như thế thì người Nhật người ta nghe người ta sẽ đáp lại một cái câu rất là lịch sự theo kiểu cũng là lễ nghĩa đó là gì? Không, chính tôi mới là người mong anh chị giúp đỡ cơ. Đúng không ạ? Thì lúc đấy người ta sẽ đáp lại là cô Chúng ta đọc lại hai câu dài nhé Kore kara osewa ni hoặc là chúng ta còn có một số những cái từ ví dụ cái câu này hôm trước chúng ta học rồi này. Onamai wa nan desu ka? hoặc okay, là khi mà trả lời đúng như vậy, Hay so des, é, này là cái dạng mà khi mà chúng ta, ví dụ có một cái gì để bất ngờ, eh, hả, ông mình nghe người ta nói điều gì đó, ơ, thế à, nó giống như kiểu ơ trong tiếng việt mình á. Ngoài ra trong cái phần bài này thì đây là cái phần bổ sung thêm thông tin mà mình muốn giới thiệu với các bạn. ở cái phần bài trước thì mình cũng đã nói qua về các cái hậu tố dùng tên gọi trong tiếng nhật. Đầu tiên thì mình sẽ nhắc lại một chút và bổ sung thêm một số thông tin Bởi vì cái cách gọi ấy là cái rất là quan trọng Chúng ta mới học và chúng ta chưa nói được nhiều Nhưng cái quan trọng đầu tiên là chúng ta gọi đúng cái tên người ta đã Đúng không ạ? Cái căn bản rất là như vậy Thì cái buổi trước là chúng ta đã học những cái hậu tố như là Chẳng sau tên của một bé gái Hoặc là của một cái cô gái ít tuổi hơn mình chẳng hạn đó Hoặc là bạn gái của mình cũng gọi với cái dạng yêu yêu Thì mình cũng dùng là chẳng cưng thì sau tên của một bé trai hoặc là của một cậu con trai nào đấy ít tuổi hơn mình hoặc là bạn ngang bằng mình nhưng mà là giới tính là nam hoặc là cũng có khi là dùng trong cái trường hợp là cấp trên trong công ty gọi một cái cô cấp dưới nhân viên mới vào bằng và cái hậu tố là cưng còn với sằng thì là một cái trung tính nhất là chúng ta có thể gọi cho người ngang bằng mình hoặc là người trên tuổi mình cũng có thể dùng là tên người ta cộng với sằng cái sằng là cái mà trung tính nhất còn cái cao để nâng người ta lên á, Ví dụ khi mà mình muốn nói với khách hàng Thì mình phải thêm cái hậu tố là gì Sama này. Ok, sama, thưa quý khách đó, thì đây là những cái hậu tố mà hôm trước chúng ta đã học rồi Còn một cái trường hợp nữa mà hôm trước mình cũng đề cập Đó là cái cách mà chúng ta chỉ gọi mình tên chống không thôi Không có một cái hậu tố gì cả Và thực tế nếu với những cái người mà chưa có quen biết gì cả Mỗi người xa lạ không phải mối quan hệ thân thiết Mà mình gọi chống không người ta Thì họ sẽ là bất lịch sự và gọi chồng không người ta gọi là yobiste yobiste yobi là gọi Ste là vứt tức là vứt cái hậu tố đi tức là gọi chồng không ấy gọi chồng không này chỉ được dùng cho cái trường hợp ví dụ như là trong gia đình đúng không ạ người về trên gọi người về dưới trong gia đình thôi nhá ví dụ như là bố mẹ gọi con này hoặc là người yêu với nhau này hoặc là vợ chồng với nhau này hoặc là với bạn bè rất là thân thiết thôi thì người ta mới gọi theo kiểu là mình tên còn về căn bản là chúng ta vẫn phải thêm những cái phần hậu tố các bạn nhá Tiếp theo ở trong cái phần bài này thì mình sẽ nói một chút về cái cách gọi trong gia đình Trong gia đình các bạn nhìn thấy ở đây là các cái thế hệ đúng không ạ? Ông, bà, bố, mẹ, con, cái Thì ông, bà thì mình sẽ gọi như sau Ví dụ đứa cháu nó sẽ gọi bà thì nó sẽ gọi là ô ba sẵn Ô ba sẵn Cũng có khi nó gọi yêu bằng cái từ là ô ba chẳng Cũng gọi nhé Ô ba chẳng hoặc là ô ba sẵn còn ông ấy, thì đứa cháu nó sẽ gọi là Oji sẵn Hoặc là Oji chẳng à, Có thể là rất là yêu quý hiểu là Oji chẳng Hoặc là Oji sẵn Này cái cách gọi ấy, thì là người ta sẽ quy chiếu theo cái người mà nhỏ nhất trong cái gia đình đó ví dụ như là đứa trẻ này nó sẽ gọi ông bà như thế này đúng không ạ rồi nó sẽ gọi bố là gì ô tô sẵn ô tô sẵn gọi mẹ là gì ạ ô ca sẵn ô ca sẵn trong sách ấy thì người ta có những sách người ta ghi là ví dụ như là khi mà bố của mình gọi là chị còn mẹ của mình gọi là ha ha còn là mẹ của người khác hoặc là bố của người khác thì mới được gọi là ô tô sảng hoặc ô ca sảng thế nhưng mà thực chất là không phải là như vậy kể cả bố mẹ của mình đi chăng nữa thì khi mà mình gọi bố ơi mẹ ơi các kiểu ấy thì mình vẫn dùng là ô tô sảng ô ca sảng các bạn nhé còn khi mà đứa em này nó gọi anh đó, thì nó sẽ gọi là oni sảng oni sảng còn gọi chị thì sẽ là Ôn sẵn Chị gái của mình ấy Ôn sẵn Ôn sẵn Nhưng mà có một cái lưu ý như thế này nhá Ví dụ ở đây chúng ta có là Trong gia đình đấy có một Anh cả là anh này Sau đấy là em gái này Đúng không ạ Anh Ani là anh nói chung Còn khi gọi là vẫn phải là Oni sẵn Đúng không ạ còn em gái là Imoto, là em gái nói chung Ví dụ như là cái em gái đấy tên là Yumiko Thì anh gọi em gái thì anh sẽ gọi tên cộng với thêm một hộ tố chẳng Ví dụ mình là anh thì mình sẽ gọi là Yumiko chẳng Yumiko chẳng Nè. Nhưng á, mình sẽ không bao giờ gọi là Imoto chẳng Không có gọi như vậy Anh không bao giờ có gọi em là Imoto chẳng Không có Đúng ạ Còn em thì sẽ gọi là Oni sẵn hoặc là Oni chẳng Đó Thì có thể như vậy được Cái này là cái lưu ý nhé Dấu ích là không được gọi nhé Hoặc trường hợp nhé Đảo ngược lại anh sẽ gọi em bằng tên cộng với hậu tố còn em thì sẽ gọi anh bằng oni chẳng hoặc là oni sẵn chứ không có gọi là tên của anh cộng với hậu tố cường không có gọi là ví dụ anh tên là yamada thì em gái không có gọi anh là yamada cường không có gọi bởi vì căn bản á những cái chẳng những cái cứng á là mình phải gọi cho những cái người mà địa vị thấp hơn mình nhỏ tuổi hơn mình thấp hơn mình hoặc là bạn bè ngang hàng với mình chứ còn người bên dưới mới gọi người bên trên như thế là không được đúng không ạ Vậy thì ở đây chúng ta sẽ hiểu là với cái đứa trẻ nhỏ trong nhà thì nó sẽ gọi ông gọi bà theo kiểu như vậy. Ô ba sẵn, ô di sẵn, ô tô sẵn, ô ca sẵn. Ví dụ như bé này tên là Yuri, nó sẽ gọi như vậy. Còn khi mà bố mẹ gọi con thì sẽ là tên con cộng với hộ tố chẳng hoặc là chỉ mình cái tên thôi. Đúng không ạ? Ở đây nhé, chúng ta có ba cái hình này là ba cái giai đoạn tương ứng với những cái cách gọi khác nhau của người Nhật. Ví dụ như là khi mà hai người này, bố mẹ mình là mới lúc đấy là mới quen biết nhau thôi Chưa phải là cái mối quan hệ thân thiết Thì lúc đấy sẽ phải là tên cộng với sẵn, đúng không ạ? À, ví dụ anh này gọi chị này là Hanako sẵn Còn chị này gọi là Taro sẵn Rồi khi mà đến cái lúc mức độ là thân thiết rồi, và kết hôn rồi Thì lúc đấy là chị vợ sẽ gọi anh chồng là Anata Còn anh chồng thì có thể sẽ gọi là Omae Hoặc là dùng với tên chồng không Tức là không có thêm cái hậu tố đằng sau nữa đó. chứ không phải là Anata là lúc nào cũng sẽ là dùng để nói là bạn bạn không phải mà khi đã biết tên rồi thì người ta sẽ thêm các cái hậu tố đằng sau còn Anata thì nó hay dùng trong là cái mối quan hệ khi mà người vợ gọi chồng nhiều hơn á rồi khi mà hai người đấy kết hôn và lúc đấy có con rồi ấy, thì hai người sẽ gọi với nhau ví dụ như là ông bố sẽ gọi bà vợ là mama còn bà vợ thì sẽ gọi ông bố là papa thì giống như là trong tiếng việt mình là bố mẹ thì hay gọi thay cho con ấy à, gọi chồng mình là bố ơi con nó gọi cái này này thì đây là những cái phần thay đổi trong cái phần tên gọi mà chúng ta cũng cần phải lưu ý Tuy nhiên mà để mà nhớ ngay được một lúc ấy thì các bạn sẽ cảm thấy rất là rắc rối đúng không ạ? Sao mà khó thế? Tự nhiên đăng cái này thì chuyển sang cái kia Nhưng mà dần dần khi mà chúng ta tiếp xúc dần rồi chúng ta cũng kết hợp và chúng ta xem phim ảnh dần thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái cách gọi tên của người Nhật Còn không hẳn là những cái điều mà người ta viết trong cái sách học tiếng Nhật thì là ở ngoài người ta dùng nguyên sinh như thế đâu, nó sẽ có cái thay đổi rất là nhiều tiếp theo ở trong cái phần bài này thì ở cái phần phụ lục cuối thì người ta cũng có uh, thêm một cái nội dung nữa cái này thì nó thuộc về văn hóa của người nhật với người việt của chúng ta thì chúng ta có họ này và tên này và khi gọi ý, thì chúng ta sẽ gọi bằng tên đúng không ạ còn với người nhật ý, thì người ta cũng có họ và tên tuy nhiên thì cái trật tự uh, họ và tên và cái cách gọi nó sẽ khác với người việt ví dụ ở một cái như thế này đây là cái kanji của người đó thì ở đầu chúng ta có là yamada taro thì yamada là họ của người đó họ rất là cả nhà đây ai cũng là có cái họ là Yamada đúng không giống như là họ Lê, họ Nguyễn nhà mình ấy thì cái đằng sau cái Taro này á là tên họ này tên tuy nhiên khi mà người Nhật á, người ta gọi thì người ta sẽ không gọi người khác bằng cái tên mà người ta sẽ gọi bằng họ bởi vậy nên là khi mà tiếp xúc với người Nhật ấy chúng ta sẽ thấy là sao mà có nhiều ông là Sato, nhiều ông là Yamada thế thì tức là những cái ông đấy đấy là cái họ của người ta Và người ta thống kê những cái họ của người Nhật mà nó có nhiều người nhất á đó. đó. là đứng cái con số đầu tiên là Sato Các bạn học tiếng Nhật thì bao giờ cũng sẽ nghe được cái tên đấy Sato là cái họ mà nhiều nhất Và Người ta tính ở đây trung bình là cái thời điểm này cũng đã khá là lâu rồi là Rơi vào tầm khoảng là 1 triệu 893 nghìn người là có cái họ này Tiếp sau đấy là Suzuki Rồi tiếp sau đấy là Takahashi Rồi Tanaka Ito Watanabe, Yamamoto, Nakamura, Kobayashi, Kato Đây không phải là tên của người ta đâu Mà đây là họ các bạn nhé Và khi gọi chúng ta sẽ gọi bằng họ Chỉ ví dụ như trong cái mối quan hệ gia đình với nhau Mà giống cái trường hợp nãy là gọi chồng không ấy Thì lúc đấy là mới gọi bằng cái tên thôi Đúng không ạ? Bởi vậy á, thế nên là khi mà người Nhật người ta xem cái danh thiếp của mình ấy, Tính việt của mình thì chúng ta sẽ gọi bằng tên đúng không? Nhưng mà người Nhật thì người ta lại hay gọi bằng họ. Thế nên là nhiều khi là người ta cũng có những cái bản thống kê, chẳng hạn như là người ta hay gọi mình là Lê sảng chứ người ta lại ít khi gọi là Thảo Sáng. Nhưng mà những người nào mà người ta đã quen cái cách gọi của người Việt Nam rồi thì người ta sẽ gọi là Thảo Sáng còn đâu là về căn bản nếu mà ban đầu người ta không biết người ta sẽ gọi lê sẵn Nguyễn sẵn đúng không họ việt nam mình cũng thế họ nguyễn là nhiều nhất đúng không ạ Nguyễn rồi họ trần họ lê họ phạm đây là người ta cũng thống kê là những cái họ người việt nam có nhiều nhất đấy nhưng mà về cơ bản là không có gọi bằng họ mà gọi bằng tên đúng không ạ đây là cái sự khác biệt về văn hóa ngoài ra còn có những cái điểm thú vị ví dụ như là người nhật khi mà chúng ta bắt đầu gặp gỡ làm ăn thì bao giờ là người ta cũng sẽ trao danh thiếp đúng không ạ trao danh thiếp thì khi trao danh thiếp thì các bạn để ý một chút là chúng ta sẽ dơ cái danh thiếp làm sao để cái tên xuôi cái chiều đọc của người ta nó sẽ ngược với mình nhưng mà sẽ xuôi chiều đọc với người ta để người ta đọc đấy là một cái nó cũng rất là tinh ý để chúng ta để ý làm sao cho nó theo cái phong tục của người Nhật. Hoặc là ví dụ như là khi mà mình mới chuyển đến một cái nơi nào đó thì người ta sẽ đi chào hàng xóm xung quanh thì khi chào ấy thì cũng có thể là người ta sẽ đem theo những cái món quà nhỏ để gọi là gặp gỡ làm quen quen biết thì đấy cũng là một trong những cái phong tục của người Nhật. Với bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã học về cái từ vựng thứ nhất là cái dạng đại từ chỉ thị và thứ hai là những cái danh từ chỉ đồ vật và thứ ba là thêm một chút cái phần về văn hóa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo về phần ngữ pháp có liên quan cái cách nói về đồ vật. Bye bye!